Vâng, và Hoa sữa của nhạc sĩ Hồng Đăng là một tác phẩm như vậy. Từ một ca khúc chủ đề trong bộ phim truyện điện ảnh Hà Nội mùa chim làm tổ của cố đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Đức Hoàn, thì Hoa sữa đã có một đời sống riêng trong lòng thính giả yêu nhạc Việt Nam. Và ngay lúc này xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng hòa mình vào dòng chảy cảm xúc thật đẹp trong sáng tác nổi tiếng của nghệ sĩ ưu tú Hồng Đăng, tác phẩm Hoa sữa qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Minh Thu. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Anh lại quên em.
Ây,